Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Ở trong thời gian vừa qua phải nói rất nhiều các cô các chú các anh chị về đây để nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương để đăng tải thông tin để tìm người thân, tìm người nhà của mình mất tích. Thì hôm nay là tiếp tục một câu chuyện đầu năm là ngày mùng 10 tháng Giêng. Thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương lại tiếp tục vào công việc tìm người giúp các cô các chú. Dạ, xin phép cô có thể cô cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết là cô họ tên là gì và hiện nay mình đang sinh sống tại đâu cô? Dạ, tên là Nguyễn Thị Hồng, 65 tuổi, ở phường 10 quận 6, số nhà 16, đường Lý Duy Hoàng, phường 10 quận 6. Dạ, nơi, tại vì ông xã ông bị tai biến á, cũng mấy năm rồi, nhưng mà ông bị như cái thần kinh á, ông đi mà không biết đường về. Thường thường ông cũng đi vòng vòng đó, nhưng đi bộ, cái kỳ này ông đi phi, ông mở cửa, ông lấy xe đạp điện, ông đi tới giờ chứ không được. Nhưng mà ba giờ phi cũng có người á, thì nói đi lên cầu là gốm á, ông đạp cái xe, ông cứ cái thằng đó nó hỏi ông cắp xe, ông không phải xe của bà xã. Rồi á, nói là, nó kêu ông hả, lên xe hả, mà mời chạy đi, nhưng mà ông nói ông giờ không biết đường về, kêu thằng đó đưa về Phú Định, nhưng mà thằng đó nó không biết Phú Định ở đâu. Nói giờ nó kêu ông chạy xe luôn, ông chạy ra hướng ra Sài Gòn đó, nhưng mà là lúc đó là đi ngược chiều nữa, nó chối cầu là gớm đi ngược chiều. Thì hỏi thăm mà cũng đi sủa ra kiếm ha, vòng đó, mà tới giờ cũng con cháu đi kiếm tìm dữ lắm mà không thấy mặt ổng. Giờ cũng nhờ mà mấy chú ở đây cũng tìm giùm, tại cũng đi 1 tháng 20 ngày rồi. Và cũng chờ mấy người giúp đỡ, nhiều khi thấy trời lạnh lẽo mà ổng đi tê biến, ổng đi sụi sụi, tóc tai buộc xù râu ri ổng dữ lắm. Đó. Chú nhà cô là họ tên là Phạm Văn Hồng. Phạm Văn Hồng, 60 năm nay là 69 tuổi. Dạ, cũng tai biến á. Dạ. Tai biến mà ông đi cái tay sụi và tai biến tiếng nhẹ thôi. Chú là quê ở đâu vậy? Dạ, quê thì hồi đó ở thành phố à. Dạ. Dạ, ở thành phố à. Mà đi đến giờ phút này là bao nhiêu ngày được cô? Dạ, 1 tháng 20 ngày rồi. Dạ, trước khi đi là chú đi, chú có căn dặn thì với gia đình là mà chú đi đâu không? Không có, nửa đêm tự nhiên cái hả mà cô hả mà lấy hai cái đồ công điện để trên xe đó. À. Rồi á cô ngủ trên thì cô nghe lục đục, cô tưởng thằng con trai nó ăn cơm đâu, rồi ông lấy xe đặt điện, con trai mới đi về là ông lấy xe ông mở cửa ông đi. Chở cả hai đồ công điện đi luôn. Hai cái đồ công điện mà trong cái ruột á. Trước đây là chú đã từng đi như này bao giờ chưa cô? Có, cũng có đi cái vòng vòng ở khu đó, giờ tại ông đi bộ. Cũng có người dắt ông về, nhưng mà ông đi thường thường ông đi ông biết đường về. Nhưng mà ông biết cái là cái số Phú Định thôi. Nhưng mà cô ở nhà cũng có con cái thẻ cho ông như là mà bảo hiểm á. Rồi á đưa cho ông đeo mà ông chịu đeo. Nhưng mà ông đi cái đường ông đi cứ đi chứ ông không biết đường về. Hiện nay chú đi là trên người chú có giấy tờ gì không cô? Dạ không có giấy tờ chân á. Đặc điểm nhận dạng mà chú làm sao cô? Nhận dạng bây giờ là cái tay ổng hả bị cong cong vậy, chân ổng đi cà sụi á. Là tóc râu ria bồm xồm á, giống mấy người mà cái phim mà võ tòng vậy đó. Dạ, cái đó vậy là đi cái kiểu biểu hiện của người bị tai biến đúng không? Tai biến đúng rồi, tai chú biến bị tai biến lâu chưa cô? Dạ, cũng tai biến cũng 7-8 năm nay rồi. Hiện nay thì hiện nay người thân chú có nhận biết được không? Người thân biết, nhận biết, nhưng mà ông biết là như cái Phú Định hồi xưa là ông biết như cái Phú Định vậy đó. Phú Định mà chỗ cái sống cũ rồi giải tỏ cái sống cô mới. Cô có thể nói rõ hơn là Phú Định đó là ở đâu? Phú Định tại hồi đó ở sống cũ Phú Định. Sống cũ là ở đâu? Tỉnh thành nào? Dạ tới cũng giờ cũng hiện hiện tại ở Phú Định nhưng mà qua xuống khác ở. Không, con biết là Phú Định. Dạ. Cô mấy con là hiểu là Phú Định, nhưng dạ. Mà nhiều cô chú ở hiện nay không biết Phú Định ở đâu. Dạ, Phú Định là tỉnh thành nào, ở quận nào? Dạ, quận 6. À, quận 6 dạ, thành phố Hồ Chí Minh ha. Dạ, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà cũng cái trường học Phú Định đó luôn, cũng gần đó luôn rồi đó, ông ở trường học Phú Định đó. Dạ. Nhưng mà hỏi ông đâu là ông biết Phú Định. Theo như nhà gia đình mình, theo như cô nhận định ấy, liệu chú có đi sao? Chú có đạp xe đạp được sao? Chú còn khỏe không? Thì thường thường với như bình thường là lấy cái xe đạp thường đi á, ổng không biết đạp là ổng chỉ lấy hai chân bơi vô sớm rồi chặn lỡ bắt ổng lợi thôi. Nhưng mà không biết xe đạp điện ổng đi nửa đêm không biết sao thường vậy thường là hôm ấy đi xe đạp điện. Xe đạp điện mà thường thường ổng dắt cái xe nhà cũng hơi cao á, ổng dắt xe ổng vừa té xuống đó, mà kỳ này sao ổng đi không có té, ổng biết sao ổng dắt được cái xe đạp điện nhà mình còn đi được không, còn hoạt động đi được để đi bằng điện hay là đạp không cô? Dạ đi bằng pin. À vẫn đạp được, vẫn dạ, đi được. À dạ. Nói chung cái xe nó vẫn hoạt động được đúng không? Dạ, hoạt động được nhưng mà chỉ đi bằng pin thôi chứ mà đạp không được, tại vì thằng con trai nó vô rồi mà nhớt cái là nó đi nó tua cái đó là không có, nó không có đi được. Chú cô có thể cho mọi người biết rõ hơn là chú đã từng đi xe đạp điện chưa? Chưa. Đạp chưa đi bao giờ chưa là chắc đi. Chắn là không đi được. Dạ. Nhất là một người lớn tuổi mà bị tai biến như thế này. Dạ. Vì lý do như vậy cho nên là không chừng là chú có thể là gặp cái chuyện gì đó nó không có
không có tốt. Yeah. Bởi vì xe đạp điện này người khỏe thì có thể là chưa đi bao giờ có thể là tập đi được. Yeah. Nhưng người lớn tuổi mà nhất là bị tai biến, đặc điểm xe đạp điện nó rất nặng, nó không phải nhẹ. Yeah. Mà ga nó rất mạnh. Đó, nhưng đi không có quen là không có đi được. Yeah. Mà chú đi đến giờ phút này cũng hơn một tháng rồi. Hơn tháng rồi. Cô đã tìm chú ở những đâu rồi? Tìm đủ hướng trên quận 8, rồi cái bên quận Bình Tân, rồi ở dưới Hưng Long, Bình Chánh thì nào cũng đi vòng. Nhưng mấy cái điểm nào người ta không có tin gì, cô chạy đi kiếm, có tin này là chạy đi kiếm. Mấy đứa con cháu cũng đi kiếm tìm. Cô đã từng đăng tin đi tìm chú ở đâu rồi? Đã đăng tin tìm chưa? Dạ, hay giờ mới đăng tin? Lúc mình... trước cũng có nhỏ con cháu nó cũng đi tìm, giờ cái nó hỏi mọi người đã cũng có đi tìm. À, mà không biết ông đi góc nào không manh mối gì luôn. Không manh mối gì. Nhà mình có dán giấy ở các cột điện hay là ngã ba, ngã tư hay trong chợ gì mình dạ, nhờ có, người cũng không? Có đi nữa, cũng có mấy cái tới cũng đi nữa. Tại vì mà cái này trời mưa đã tuột hết mà. Nhưng mà Tết người ta dọn dẹp hết trơn à. Dạ, người ta dọn dẹp hết trơn à. Rất mà tội nha. Dướng ra dướng ra Sài Gòn, tại ông đi tai biến chú biết không. Dạ. Giờ cô cũng lo, ông bị ông đi tiểu đường, uống thuốc mỗi ngày. Ông tại tai biến cũng hả, thời kỳ cuối rồi. Nhưng mà tại hôm qua thần kinh ổng đi mấy lần cũng bị té cũng hả, mà đi mổ chân về cái đầu cũng đi rồi cô ở nhà cô thăm chừng được, nhưng mà tại đi ban đêm đó. Hiện nay thì thuốc không được uống mà người lớn tuổi. Dạ lớn tuổi. Đó, mà nhất là Tết này. Trong cái Tết vừa rồi thì gia đình mình vẫn nói chắc chắn là ăn Tết thì không có ngon lành. Dạ đúng rồi, trời tôi khổ chú ơi, chú hả, tôi hả lo ngủ ăn không ngủ không được, cũng khổ với ổng lắm. Tại vì mấy bữa chú thấy trời mưa lạnh lẽo đi cái nọ, thấy chú hả ở ngoài đường hồi sáng cũng đi. Mà đi ở ngoài đường rồi về thấy về nhà mình không ăn không ngủ được. Mình suy nghĩ với chú, tôi cũng bị gì hả mà nông tim á. Rồi á bây giờ nó mất mấy tháng à, nhưng mà cái bệnh này là không lo không suy nghĩ, bây giờ nhờ chú á, giúp đỡ giùm cho ổng về nhà càng sớm càng tốt. Dạ. Dạ. Xin phép cô được mấy người con rồi? Dạ ba người con. Dạ. Dạ. Con cô có bây hiện nay có đi tìm nữa không? Có biết tìm manh mối gì chưa? Dạ cũng có đi tìm mà sao nó không thấy? Không qua chỉ đường hay dạ. Không qua nhìn thấy à? Dạ không ai nhìn thấy. Cô có điều nào cô muốn nhờ các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng này cô nói rõ hơn để cho mọi người giúp cô? Bây giờ thì ổng đi ngoài đường để nhờ cộng đồng mạng giúp giùm á, tại ổng cũng đi sụi á, nhưng mà ta tóc tay đâu đi giờ cũng bùm sụm ở nhà 2-3 ngày là cũng hả cạo tóc này nọ, rồi giờ ổng như cộng đồng á giờ giúp đỡ giùm cho ổng về sớm cho con có gì tôi cũng xin hậu tạ mấy chú này. Chứ giờ tôi cũng không biết làm sao, giờ tôi cũng tìm mấy chú nghe không, mấy chú ở đây cũng hả hay giỏi này nọ đó. Dạ. Cũng đi lên đây tìm. Vậy là cô gia đình đỡ. Đi từ mấy giờ từ Sài Gòn về đây? Từ 5 giờ sáng luôn. Dạ, 5 giờ sáng đi lên tới đây luôn. Dạ. Vậy. Thì anh em đội hiệp sĩ Quân Hèm Bình Dương sẽ tiếp nhận cái thông tin của cô. Dạ. Sẽ đăng tải tất cả những nội dung mà cô chia sẻ như này lên cộng đồng mạng. Để hy vọng là các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng mà biết được cái thông tin mà chú Phạm Văn Hồng, 68 tuổi, đặc điểm nhận dạng thì cô đã miêu tả rồi, đúng không ạ? Có thể là mọi người biết, có thể liên hệ cho đội hiệp sĩ Quân Hèm Bình Dương hoặc liên hệ cho gia đình. Yeah. Nếu các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng mà biết được thông tin của chú Phạm Văn Hồng đang ở đâu, hoặc là đang có thể là gặp cái chuyện gì đó, hoặc đang ai đang gọi là giúp chú gọi là cư ngụ, thì có thể liên hệ cho đội hiệp sĩ Quân Hèm Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858. Dạ. Cô còn điều nào cô muốn chia sẻ trên video này không? Thì tôi không biết gì hơn, cũng lên đây cũng nhờ mấy chú giúp giùm mời cho ổng về nhà, chứ giờ ổng cũng hả nằm ngoài đường ngoài xá tôi cũng đau lòng đúng không. Tôi giờ tôi bệnh tim á, giờ tôi cũng không có suy nghĩ mà ăn ngủ không được, có người cũng lo mấy bữa nay tôi cũng mệt cái lắm rồi, tôi cũng đuối tại cũng suy nghĩ ổng á. Cô có hy vọng ấy, là cái cuộc tìm kiếm này thành công không? Dạ cái giờ á là hy vọng mấy chú hả tìm giùm hả được cho thành công cho ông về nhà đoàn tụ gia đình. Dạ. Dạ, cũng rất cảm ơn mấy chú nhiều. Dạ. Dạ. Thì cuối video này con xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ Quân Hèm Bình Dương xin chân thành cảm ơn cuộc chia sẻ của cô. Chúc cô cùng với gia đình luôn mạnh khỏe. Hy vọng là một vài ngày tới thì đội hiệp sĩ Quân Hèm Bình Dương sẽ tìm ra manh mối thông tin của chú Phạm Văn Hồng đang ở đâu để giúp chú đưa chú trở về nhà cô nhé. Dạ, xin chào cô ha. Cô về cô nhớ bây giờ sức khỏe ha.